Thì xin chào các bạn lớp 8 trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Hôm nay nhiệm vụ của thầy là hướng dẫn cho chúng ta về chủ đề tứ giác và hình thang. Vậy như thế nào sẽ được gọi là tứ giác và như thế nào được gọi là hình thang? Thì thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu như sau. Các bạn quan sát, đây là những cái hình ảnh mà lát nữa thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu. Đầu tiên là thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về khái niệm tứ giác. Vậy như thế nào một hình nào thì sẽ được gọi là tứ giác? Thì đầu tiên các bạn quan sát sơ cho thầy bốn hình như sau. Hình A của thầy có một hình gồm bốn cạnh A, B, C, D. Hình B của thầy cũng vậy. Đây. Đó. Hình C cũng vậy. Và hình D thì lúc này thầy có một cái hình là gồm chỉ có ba cạnh thôi. Trong đó có bốn đoạn thẳng là AB, BC, CD và DA. Vậy thì hình nào sẽ được gọi là tứ giác? Thì thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu như sau. Đầu tiên, thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta về khái niệm tứ giác là gì. Cụ thể đó là thầy có khái niệm như sau. Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD và DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. À, như vậy thì nếu như một cái hình mà gồm bốn đoạn thẳng mà thỏa mãn được cái điều là gì mà là hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng thì hình đó sẽ được gọi là tứ giác. Vậy thì bây giờ thầy cùng các bạn sẽ kiểm tra xem coi bốn hình ở đây thì hình nào sẽ được gọi là tứ giác và hình nào sẽ không được gọi là tứ giác nha các bạn. Ở hình đầu tiên, các bạn quan sát thầy có cạnh AB, BC, CD, DA. Thì bạn thấy rằng bốn cạnh này của thầy không có hai cạnh nào cùng nằm trên một đường thẳng hay còn gọi đơn giản là nó thẳng hàng. Thì hình này sẽ được gọi là tứ giác. Được chưa bạn? Tiếp tục thầy qua hình B. Thì bây giờ bắt đầu bạn quan sát hình B như sau. Ở đây thầy có được cạnh AB, BC, CD và DA. Thì bạn thấy rằng hình này của thầy cũng có bốn cạnh phân biệt luôn, tức là không có hai cạnh nào thẳng hàng, tức là cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy hình B của thầy sẽ được người ta gọi là tứ giác ABCD. Tương tự như vậy thì thầy có cái hình C, đó chính là cạnh AB, BC, CD, DA. Thì bạn cũng thấy rằng các cặp cạnh này của thầy không có cặp cạnh nào mà cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy hình C của thầy cũng được gọi là tứ giác. Và bây giờ các bạn quan sát hình cuối cùng. Thì cái hình cuối cùng này của thầy thì thầy phát hiện ra được như sau, cạnh BC và CD, hai cạnh này cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy thì hình này của thầy sẽ không được gọi là tứ giác. Được chưa bạn? Và cụ thể hình này của thầy người ta gọi là tam giác. Đó, vậy là chúng ta đã phân biệt được tứ giác là gì rồi, đúng không bạn? Thầy nói lại một lần nữa cho các bạn thuộc bài luôn. Đó là tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD và DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Hay chỉ nói đơn giản là gì bạn? Tức là không có thẳng hàng. Nha các bạn ha. Rồi kế tiếp là thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta như thế nào được gọi là tứ giác lòi. Thì các bạn quan sát đây. Tứ giác lòi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. À, thì bạn đọc câu này hiểu là sao bạn? Thì này nó nôm na đơn giản như sau. Ở lớp 6 chúng ta đã học được rồi, bờ là gì rồi, đúng không? Khi thầy có một cái đường thẳng vạch ngang xuống thì lập tức lúc này thầy chia cái mặt phẳng làm thành hai nửa bờ. Hình dung được chưa bạn? Thì ở bài này như sau, cái khái niệm tứ giác lòi là gì? Là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. À, thì cụ thể như sau, bạn xem ở hình A của thầy có tứ giác ABCD. À, thì với cái tứ giác ABCD này, nếu như bây giờ thầy chọn AB là bờ đi, bạn thấy AB là bờ không? Thì toàn bộ những phần hình tứ giác thầy là nằm về một bên luôn, cụ thể là nằm ở bên trên cạnh AD. Bạn thấy chưa bạn? Hoặc là ví dụ như thầy chọn cạnh AB là cạnh bờ đi, thì lúc này bạn thấy rằng là toàn bộ cái phần tứ giác của thầy là đều nằm về bờ bên dưới của đường thẳng AB. Đó. Tương tự khi thầy xét ở cạnh BC cũng vậy. Thì lúc này bạn thấy khi thầy chọn BC làm bờ thì lập tức là sao bạn? Toàn bộ tứ giác của thầy nằm ở bờ dưới của đường thẳng BC. Và cuối cùng là thầy xét cạnh DC. Bạn thấy chưa bạn? Thì khi thầy xét cạnh DC thì lập tức khi DC này làm nó
là một cái đường thẳng đi, thì toàn bộ tứ giác này là nằm ở bờ trên của đường thẳng BC. Như vậy thì nó đã thỏa mãn được cái khái niệm tứ giác lồi. Tại vì sao? Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứ bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Như vậy là khi xét để thỏa mãn một tứ giác lồi là chúng ta phải xét kỹ hết cả bốn cạnh. Được chưa bạn? Đó, nhưng mà nếu như một tứ giác không lồi thì chỉ cần bạn chỉ một cạnh là được rồi. Đó. Cụ thể là bây giờ thầy qua hình B thì bạn xem coi cái hình B này của thầy, cái tứ giác ABCD của thầy có phải là một tứ giác lồi hay không? À, thì bạn coi thầy quan sát như sau. Là khi thầy giả sử thầy chọn BC làm bờ. Bạn thấy không bạn? Khi thầy chọn BC làm bờ đi. À, thì lúc này bạn thấy nè, ở đây cái đường BC này thầy nó chia cái mặt phẳng làm thành hai bờ. Bờ bên trái và bờ bên phải. Thì lúc này bạn thấy rằng như sau. Ở bờ bên trái của bạn, à, thì lúc này bạn thấy nè, nó chứa một phần của tứ giác, bờ bên phải nó cũng chứa một phần của tứ giác luôn. Như vậy thì ở đây cái tứ giác này của thầy sẽ không được gọi là tứ giác lồi. Bạn hình dung được không? Tại vì người ta nói khái niệm tứ giác lồi là sao? Là khi thầy chọn bất kỳ một cạnh nào là bờ thì lập tức là toàn bộ tứ giác phải nằm về một phía hết cả. Ở đây bạn thấy khi thầy chọn BC làm bờ đi thì lập tức bạn thấy tứ giác này chia làm mấy nằm ở mấy phía, mà nằm ở hai phía. Đó, nó nằm ở bờ bên trái và bờ bên phải. Đó, trong khi ở hình A của thầy là thầy xét hết tất cả bốn cạnh thì lập tức bờ nó đều nằm một bên cả. Vậy thì cái hình B của thầy sẽ không được gọi là tứ giác lồi. Được chưa bạn ha? Tương tự như vậy thì bạn quan sát cho thầy ở hình C này. Thì theo bạn hình C này của thầy có phải là một tứ giác lồi không bạn? Đâu các bạn thử quan sát coi, dự đoán xem có phải tứ giác lồi không? À, đâu thử coi. Thì lúc này giả sử là bạn coi nè, giả sử như thầy chọn cạnh AD đi. Thầy chọn cạnh AD là bờ đi. Được chưa bạn? Thì bạn thấy nè, cái phần bên đây của thầy nó nằm ở bờ bên trái của đường AD. Thấy chưa? Phần bên đây của thầy nằm bên đâu? Nằm bên phải. Đó. Do đó như vậy thì cái này của thầy không được gọi là tứ giác lồi. Bạn hình dung được chưa bạn? Nào bạn coi nè, thầy nhắc lại hình A, bạn quan sát. Hình A này của thầy sẽ được người ta gọi là tứ giác lồi. À, tại sao người ta gọi là tứ giác lồi? Bạn thấy nè, khi thầy chọn nè, ở đây thầy khi chọn phải chọn đủ bốn cạnh để chứng minh. Bạn thấy cạnh AB không? Đó, là nó chia hai bờ nè, bờ trên nè, bờ dưới nè, nó nằm ở bờ dưới. Đó, cạnh BC cũng vậy, nè, bờ trên nè, bờ dưới nè, nó nằm ở bờ dưới. Cạnh DC cũng vậy, bờ trên, bờ dưới thì nó nằm ở bờ trên. Cuối cùng là cạnh AD. Bạn thấy chưa bạn? Như vậy thì người ta định nghĩa như sau bạn. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng bất kỳ chứa cạnh nào của tứ giác. Được chưa bạn ha? Rồi. Kế tiếp. À, bây giờ thầy qua một khái niệm nữa, đó là tổng bốn góc của một tứ giác. Thì ở đây tổng bốn góc của một tứ giác là 360 độ. À, đó, thì tức là nghĩa là thầy có bốn góc, ví dụ như thầy có tứ giác ABCD đi, là thầy có được góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D là bằng 360 độ. Vậy thì ở đây có bạn nào có thể dự đoán được tại sao mình chứng minh được 360 không bạn? À. Thì thầy sẽ chỉ bạn cái ý tưởng này sao chứng minh ra được 360. Thì đầu tiên bạn nhớ bạn ở lớp 7 là tổng ba góc trong một tam giác là bao nhiêu, bạn biết không bạn? À, thì ở lớp 7 bạn biết rồi, tổng ba góc trong một tam giác của thầy là bằng 180 độ. Đúng không bạn? Bằng 180 độ. Như vậy thì bây giờ tổng bốn góc của tứ giác như thế nào bây giờ? Thì bạn thấy nè, theo bạn một tứ giác được ghép bởi mấy tam giác lại nè bạn? À, là chúng ta sẽ ghép được bởi hai tam giác. Được không bạn? Là ví dụ như giờ thầy chọn bờ là AC đi. Thì khi thầy kéo đường thẳng AC qua thì lúc này thầy sẽ tạo thành được hai tam giác, đó là tam giác gì bạn? ABC. Và tam giác thứ hai là tam giác ADC. Đó, và mỗi một tam giác gì thầy cộng ra được là 180. Vậy hai tam giác thì tổng số góc của thầy là nhiêu bạn? 360. Thì đây là cái định hướng chứng minh. Thì các bạn về nhà các bạn thử chứng minh thử cho thầy. Không biết thì các bạn có thể hỏi lại thầy sẽ gửi cách chứng minh tiếp nha các bạn ha. Rồi. À, kế tiếp. Thì bây giờ bắt đầu thầy cho chúng ta một cái bài tập vận dụng, đó là đi tính số đo của một góc trong tứ giác. À, thì bây giờ ví dụ một đề bài cho như sau, là đề bài cho thầy tứ giác ABCD. Hãy tính số đo góc C. Các bạn quan sát. Tứ giác ABCD của thầy. Đây, bạn thấy chưa bạn? Thì cái tứ giác này của thầy được gọi là một tứ giác lồi. Trong đó đề bài cho thầy góc A là 95 độ, góc B
là 90 độ. Góc C thầy đặt là chữ X, tức là cái giá trị thầy chưa biết. Góc D bằng 110 độ. Vậy thì bây giờ bạn có cách nào để đi tính số đo góc C không bạn? À, các bạn thử suy nghĩ coi. Vậy thì góc C này mình tính sao ta? Có ai có ý tưởng tính góc C không bạn? À, vậy thì cái ý tưởng tính góc C thì tính sao bây giờ? Thì hồi nãy thầy đã nói chúng ta rồi. Đó là gì bạn? Là chúng ta đã biết rằng là tổng bốn góc của một tứ giác là 360 độ. Đúng mà. Và bây giờ thầy sẽ áp dụng cái tính chất đó vô để thầy làm bài này. Cũng giống như ở lớp 7, chúng ta còn nhớ cái bài tập mà đi tìm số đo một góc của một tam giác khi biết số đo của hai góc không bạn? Thì lúc đó chúng ta làm là một cách gì bạn? Là ta sẽ đi xét cái tam giác đó có ba góc cộng lại là bằng 180, sau đó bạn thế số đo của hai góc kia vô sẽ tìm ra được góc còn lại. Vậy thì tương tự thì ở đây cũng vậy. Thì ở đây thầy có được tứ giác ABCD của thầy. À, thì chúng ta biết rằng một tứ giác là cộng lại bốn góc cộng lại là 360 độ. Đúng không bạn? Thì đầu tiên bạn coi thầy ghi như sau. Thầy xét tứ giác ABCD có góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Bạn hình dung được chưa bạn? Đó là thầy vừa vận dụng cái tính chất mà ở đầu thầy đã nói. Thì bây giờ bắt đầu thầy sẽ thế số đo cụ thể vào. Ở đây góc A của thầy là 95 độ, thầy thế 95 độ vào. Góc B của thầy là bằng 90 độ, thầy thế 90 vào. Góc C chưa có, thầy để yên. Được chưa bạn? Góc D là 110 độ, thầy thế 110 độ vào. Bạn hình dung như sau. Đây, thầy vừa làm hành động thế. À, thì sau khi thế xong thì bây giờ cái bài này mình làm sao bây giờ? Thì mình làm nó giống y chang như là một bài tập tìm x như vậy. Bạn hình dung mà, thầy coi C này như là góc C như là một bài tập tìm x. Thì cách làm như sau cụ thể là thầy sẽ đi cộng các cái góc này lại. Tức là thầy lấy 95 độ, thầy cộng cho 90 độ, thầy cộng cho 110 độ trước. Thầy thử cộng xem coi kết quả nó ra bao nhiêu. Thì thầy thấy rằng 95 độ cộng cho 90 độ cộng cho 110 độ thì thầy ra được là 295 độ. Rồi cộng cho góc C bằng 360. Bạn hình dung được chưa bạn? Rồi, thì tới đây bây giờ tìm góc C này như thế nào? À, bây giờ bắt đầu thầy dùng quy tắc chuyển vế. Cụ thể là cộng, thầy chuyển qua thành trừ. Thầy có được kết quả như sau. Thầy có góc C sẽ bằng cái gì bạn? 360 độ trừ cho 295 độ. Bạn thấy không ạ? Tức là đây cộng 295 nè. Chuyển vế qua thì nhớ đổi dấu. Thì khi thầy chuyển vế qua, thầy đổi dấu là nó bằng 295 độ. Bạn được chưa bạn á? Rồi bây giờ bắt đầu thầy ra được góc C. Vậy lúc này thầy lấy 360 độ, thầy trừ cho 25 độ thì thầy được 65 độ. Vậy thầy đã có được góc C. Bạn hiểu được cách làm bài tập này của thầy chưa bạn? Đó, thì thầy nói tóm lại như sau, là cách tính đi tính số đo góc này thầy làm y chang như cách đi tính số đo góc của lớp 7. Bạn nhớ mà, ở lớp 7 là trong một tam giác cho hai góc tìm góc thứ ba là bạn áp dụng gì bạn tính chất tổng ba góc cộng lại bằng 180. Rồi sau đó bạn thế số vào. Thì ở đây cũng vậy. Bạn thấy không? Là thầy cũng làm sao chép y chang thôi. Chẳng qua là bây giờ bài này là thầy đi xét tứ giác. Và lúc này là mình biết rằng tổng bốn góc của một tứ giác của thầy là bằng 360 độ. Bạn hiểu được ý thầy nói chưa bạn? Vậy bạn nhớ kỹ nha bạn. Tổng bốn góc của một tứ giác của thầy là bằng 360 độ. Và sau đó bạn chỉ cần là thế các cái số liệu này vào. Và bạn sẽ thực hiện gom gọn nó giống như là một bài toán tìm x. Đó, thì đây là cái phần ứng dụng tổng bốn góc của tứ giác. À, vậy thì đầu tiên là thầy đã vừa giới thiệu cho chúng ta xong khái niệm về tứ giác, rồi tứ giác lòi và tính chất của một tứ giác. Được chưa bạn? Và bây giờ thầy cho chúng ta cùng đi tiếp qua mục thứ hai. À, mục thứ hai của thầy là mục hình thang. Vậy thì các bạn còn nhớ hình thang là gì không bạn? Bạn tự nhớ là trong đầu bạn coi, hình thang này hồi tiểu học mình học rồi. Đúng không? Hình thang là gì nè? À, tức là có nhiều bạn tương tự cái cây cầu thang đúng không? Thì giờ bạn coi hình thang như sau. À, ta được định nghĩa như sau. Hình thang là tứ giác có một cặp cạnh đối song song. À, cặp cạnh đối song song là sao? Cụ thể hơn, bạn quan sát như sau. Thầy có ví dụ hai. Bạn hãy chứng minh tứ giác ABCD của thầy là hình thang. À, thì bây giờ người ta định nghĩa gì bạn? Tứ giác là hình thang có một cặp cạnh đối song song. Thì bây giờ bạn quan sát nè, cái tứ giác ABCD của thầy ở đây bạn thử kể tên thì các cặp cạnh đối của nó cặp cạnh nào bây giờ bạn? À, thầy có cặp cạnh đối thứ nhất đó là AB DC, thấy chưa?
Cặp cạnh đối thứ hai là AD BC. Thấy chưa? Đây là một hình tứ giác gồm hai cặp cạnh đối. Thầy nhắc lại đó là AB và DC là cặp thứ nhất, cặp thứ hai AD và BC. Thì bây giờ người ta định nghĩa như sau bạn, hình thang là tứ giác, à đây là tứ giác rồi, có một cặp cạnh đối song song. Vậy thì bây giờ đề bài là yêu cầu mình là hãy chứng minh tứ giác ABCD của thầy là hình thang. Đúng không bạn? Vậy thì bây giờ bạn dự đoán cho thầy xem coi là có cặp cạnh đối nào của thầy đã song song rồi. Đúng không bạn? Ta có cặp cạnh đối nào song song rồi bạn? Bạn quan sát hình coi. À, ở đây là AD và BC là không không phải rồi. Được chưa bạn? Mà chỉ có cặp cạnh đối gì thôi bạn. AB và DC. Thì ở đây bạn thấy rằng bạn có được cặp cạnh đối AB và DC này nó song song với nhau. Đúng không bạn? Vậy thì theo đúng định nghĩa hình thang thì lập tức thầy kết luận ngay tứ giác này của thầy là hình thang. Vậy thì giờ cách trình bày như thế nào cho nó chặt chẽ? Thì đầu tiên bạn quan sát. Thầy sẽ ghi như sau, thầy xét tứ giác A, B, C, D. À thầy có được gì đây? Thầy có được AB song song với CD. Được chưa bạn? Thì khi thầy có được AB song song với CD rồi thì lập tức thầy kết luận ngay tứ giác ABCD này của thầy là hình thang. Được chưa bạn ha? Rồi bây giờ thầy sẽ nhắc lại thêm một số khái niệm về hình thang mà hồi tiểu học chúng ta đã học. Thứ nhất các bạn nghe, cặp cạnh song song của thầy sẽ được gọi là cặp cạnh đáy. Được không bạn? Tức là lúc này thầy có cạnh AB được gọi là cạnh đáy, cạnh CD được gọi là cạnh đáy. Và đồng thời để phân biệt rõ hơn thì cạnh AB của thầy sẽ được gọi là đáy bé. Cạnh CD của thầy được gọi là đáy lớn. Được chưa bạn ha? Như vậy là mình lưu ý rằng bằng hình thang thì cái cặp cạnh song song sẽ được gọi là cặp cạnh đáy. Cạnh ngắn sẽ được gọi là đáy bé, cạnh lớn sẽ được gọi là đáy lớn. Được chưa bạn? Đồng thời thầy lại có thêm là hai cạnh, cạnh AD, cạnh BC thì hai cạnh này của thầy sẽ được gọi là hai cạnh bên. Bạn hình dung được chưa bạn? Cạnh AD của thầy sẽ được gọi là cạnh bên, cạnh BC của thầy cũng được gọi là cạnh bên luôn. Vậy là chúng ta nhớ rằng như sau, trong hình thang chúng ta sẽ có được một cặp cạnh song song, cặp cạnh đó sẽ được gọi là cặp cạnh đáy và cặp cạnh đối còn lại sẽ được gọi là cặp cạnh bên. Bạn nhớ lại chưa bạn ha? Đó, vậy là thầy vừa giới thiệu cho chúng ta xong hình thang và cách nhận diện của nó. Nhớ chưa bạn ha? Tiếp tục. À, thì bây giờ thầy sẽ có một cái bài tập ví dụ thứ ba. Đó là việc yêu cầu bạn là hãy chứng minh một tứ giác ABCD là hình thang, tức là cái tứ giác dưới đây. Vậy thì sao tứ giác này là hình thang bây giờ? À, thì bạn quan sát hình nè. Thầy có tứ giác A, B, C, D. Đó, trong tứ giác này cho góc A bằng 60 độ, cho góc B bằng 60 độ. Mà bây giờ yêu cầu thầy là hãy chứng minh cái tứ giác ABCD này của thầy là hình thang. Vậy thì tứ giác này sao là hình thang bây giờ các bạn? À, thì các bạn cứ bình tĩnh là mình phải bám chặt theo cái khái niệm hình thang. Hình thang là gì bạn? Là tứ giác có một cặp cạnh đối song song. À, như vậy thì bây giờ cách làm như sau, tức là bước 1, thầy sẽ quan sát xem coi các cặp cạnh đối của thầy có cặp cạnh nào song song hay không. Tức là thầy sẽ dự đoán coi nó song song hay không. Thì bây giờ bạn quan sát nè, thầy có cặp cạnh đối thứ nhất đó là AB và CD. Bạn thấy chưa bạn? Đó, cặp cạnh đối thứ hai của thầy là BC và AD. Như vậy thì hai cặp này bạn dự đoán xem cái cặp nào có khả năng song song với nhau. Đâu các bạn thử quan sát coi. À các bạn đoán ra được chưa? À thì đó có phải là cặp cạnh gì bạn? AD và BC. Vậy là chúng ta đã dự đoán được một cặp cạnh đối song song rồi. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là gì bạn? Là chúng ta phải đi giải thích là tại sao nó song song. Được chưa bạn? Thì cái đó người ta gọi là chứng minh hình đó bạn. Thì ở đây bạn dự đoán là BC song song với AD rồi. Vậy thì giờ các bạn cho thầy hỏi coi là tại sao nó song song bây giờ? À thì bây giờ làm sao đây? Có phải là chúng ta sẽ sao bạn? Chúng ta phải đi khai thác giả thuyết không? À thì giống như người ta nói là ông bà ta nói gì mà, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng là vậy. Thì đầu tiên bạn phải biết xem bạn có cái gì rồi. Thì lúc này bạn thấy đề bài ấy bạn, nó cho bạn góc A này bằng bao nhiêu bạn? 60 độ. Bạn thấy chưa bạn? Góc B này bằng 60 độ. Vậy thì cho hai góc này là đều là bằng 60 độ và bằng nhau nữa thì có dẫn gì tới song song hay không?
Thì chúng ta còn nhớ không bạn? Ở lớp 7 là chúng ta có một cái khái niệm gì mà dẫn song song ta? Đâu nhớ không bạn? Vậy thì cụ thể ở mặt thầy đố bạn nè. Cái góc A với góc B này của thầy nè, hai góc mà ở vị trí này nè bạn, sẽ được gọi là hai góc gì đây ta? Các bạn nào biết không bạn? Nè đó, đó, cái vị trí này mà nó giống như một cái hình chữ Z hoặc là chữ Z ngược, đúng không bạn? Thì cái cặp góc này nè, góc A góc B này được gọi là góc gì? À, nó được gọi là gì bạn? Hai góc so le chọc. Được chưa bạn? Tức là cái góc mà cái hình ảnh chữ Z hoặc là chữ Z ngược thì nó được gọi là hai góc so le chọc. Thì bây giờ bạn thấy rằng hai góc so le chong mà lại bằng nhau nữa thì theo kiến thức cũ mình học rồi là lập tức thầy suy được cặp cạnh đối của thầy, xin lỗi, cái cặp cạnh đó phải song song với nhau. Cụ thể hơn đó là BC sẽ song song với AD. Bạn hình dung được mà. Ở bài tập này đó là gì bạn? Là chúng ta phải vận dụng kiến thức lớp 7 vô, đó là cặp góc so le chong mà bằng nhau thì suy ra song song. Bạn hiểu ý chưa bạn? Như vậy thì mai mốt khi đề bài yêu cầu thầy đi chứng minh một tứ giác có là hình thang hay không, thì bước 1 bạn phải quan sát thầy các cái cặp cạnh đối và bạn dự đoán xem có cặp cạnh nào song song hay không. Bước 2 là bạn vận dụng các kiến thức mình đã biết vào để giải thích cái điều mà mình dự đoán đó là đúng. Thì cụ thể ở đây là đầu tiên là thầy dự đoán được BC song song với AD. Kế tiếp là thầy phải dùng cái kiến thức mình đã biết đó chính là cặp góc so le chong vào thầy chứng minh ra. Bạn hiểu ý thầy không bạn? Cụ thể hơn thầy sẽ trình bày như sau. Ta có góc B và góc A là hai góc so le chong. Góc A bằng góc B và bằng 60 độ. Như vậy thì theo kiến thức cũ ở lớp 7 chúng ta biết rằng hai góc so le chong mà bằng nhau thì lập tức thầy suy ra được BC song song với AD. Bạn thấy chưa? Như vậy là thầy có được cặp cạnh đối song song rồi. Thì giờ kế tiếp thầy làm như sau. Bạn quan sát đây. À, thầy sẽ suy ra ngay tứ giác ABCD của thầy là hình thang. Đúng không bạn? Tại vì theo định nghĩa của thầy là gì bạn? Hình thang là gì? Là tứ giác có một cặp cạnh đối song song. Thì ở đây thầy đã có được cặp cạnh đối song song, đó chính là cặp cạnh BC và AD. Và thầy đã giải thích được điều đó. Bạn thấy chưa bạn? Đây là cách trình bày. Thấy không bạn? Bước 1, dự đoán. Bước 2 là giải thích. Đó, thì và khi trình bày vô bài, đó là gì bạn? Là đầu tiên thầy sẽ giải thích trước là tại sao nó song song, để suy ra song song, rồi từ song song thầy suy ra hình thang. Thì đây gọi là cái tư duy logic bạn đi suy luận. Được chưa bạn ha? Đó. Như vậy là thầy đã giới thiệu cho chúng ta xong hình thang là gì. Được không bạn? Và trong hình thang thì chúng ta ôm là khái niệm là đáy bé, đáy lớn, cạnh bên và đồng thời đó là cách chứng minh hình thang. Bạn hiểu ý thầy nói chưa bạn? Rồi, kế tiếp. À, thì kế tiếp bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta hình thang vuông. Vậy thì hình thang vuông là hình thang như thế nào? À, thì hồi nãy tứ giác lên hình thang là có một cặp cạnh đối song song. Vậy thì bây giờ hình thang mà thêm chữ vuông vô thì cái hình thang đó có gì đặc biệt hay không? À, các bạn còn nhớ không ạ? Đây, thầy sẽ định nghĩa là như sau. Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. À, vậy là hiểu đơn giản mà. Là chẳng qua là gì? Là hình thang mà thêm một góc vuông nữa thì cái hình thang đó được gọi là hình thang vuông. Được chưa bạn ha? Cụ thể hơn, các bạn quan sát như sau. Ở ví dụ 4, đề bài yêu cầu như sau. Bạn hãy chứng minh cho thầy tứ giác ABCD của thầy là hình thang vuông. À, thì bây giờ theo bạn nè bạn, cái tứ giác này của thầy sao là hình thang vuông đây? Bạn quan sát xem. Đó, nè thầy có tứ giác A, B, C, D. Có góc A bằng 90 độ, góc D bằng 90 độ. Hay còn nói rằng AB vuông góc với AD tại A, DC vuông góc với AD tại D. Đó, thì bây giờ người ta yêu cầu mình là hãy chứng minh xem tứ giác này có phải hình thang vuông không? Đó, thì bạn nghe lại mà. Thì mình cứ bám chặt theo định nghĩa. Định nghĩa hình thang vuông là gì bạn? Là hình thang có một góc vuông. Vậy là bài này của mình là gồm hai ý. Đúng không? Ý thứ nhất nó phải là hình thang trước. Ý thứ hai nó phải có một góc vuông. Thì bây giờ bạn quan sát nè, ở đây nó có một góc vuông rồi. Thì ở đây thậm chí nó dư luôn mà, có góc A, góc D, hai góc đều vuông hết cả. Vậy là thầy đã dư yếu tố góc vuông rồi. Thì bây giờ thầy còn thêm yếu tố là phải song song nữa. Vậy thì theo bạn ở đây có cặp cạnh nào song song hay không? Để chia bạn để mình chứng minh hình thang. Thì lúc này bây giờ bạn quan sát hình nè. Đó. Thì thầy có hai cặp cạnh đối. Cặp cạnh thứ nhất là AB và DC. Cặp cạnh thứ hai là AD và BC. Thì theo bạn cặp cạnh đối nào song song bây giờ?
Thì bạn nhìn vô bạn thấy rằng AB và DC sẽ song song với nhau. Đúng không bạn? Vậy thì theo tại sao bạn là hai cái cạnh AB và DC này lại song song bây giờ? À, có phải là do mình dùng cái lớp 7 mà. Ở lớp 7 chúng ta đã biết rằng khi hai đường thẳng mà cùng vuông góc với một đường thẳng thì lập tức hai đường thẳng đó phải sao bạn? Song song với nhau. Bạn hình dung được ý cô thầy nói cho bạn. Thì ở bài này như sau, bạn thấy rằng AB và DC cô thầy cùng vuông góc với AD. À, cùng vuông góc với AD. Thì lập tức thầy kết luận ngay cặp cạnh đối này của thầy phải sao bạn? Song song với nhau. Nhớ bạn, thầy nhắc lại nha bạn ha. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó phải song song với nhau. Nên ở đây thầy có được AB và DC của thầy song song với nhau. Bạn hình dung được chưa bạn? Vậy là thầy có được thêm yếu tố hình thang nữa rồi. Vậy thì chắc chắn tứ giác này của thầy là hình thang vuông. Được chưa bạn ha? Và cách trình bày cụ thể là trình bày như thế nào? Đầu tiên các bạn quan sát đây là thầy xét tứ giác ABCD. Thầy có được AB song song DC. Bạn thắng bạn là do cùng vuông góc. Thấy chưa? Thì lập tức tứ giác có một cặp cạnh đối song song. Thì thầy kết luận ngay tứ giác ABCD của thầy là hình gì bạn? Là hình thang. Đúng không bạn? Tại vì định nghĩa là gì bạn? Hình thang là gì? Hình thang là tứ giác có một cặp cạnh đối song song với nhau. Ở đây thầy có AB song song với CD nên thầy mới dám nói tứ giác ABCD của thầy là hình thang. Được chưa bạn? Vậy là thầy xong được điều kiện 1. Bây giờ thầy có điều kiện 2. Mà ở đây thầy có được góc A của thầy bằng 90 độ. Bạn thấy không? Do góc A của thầy bằng 90 độ thì lập tức có phải là thầy suy ra được ngay đây là hình thang không bạn? Đó, ta sẽ hình thang vuông không? Tại vì sao bạn, nó đủ hai điều anh. Nè đó, vậy là kết luận. Vậy tứ giác ABCD của thầy là hình thang vuông. Bạn thấy chưa bạn? Thầy trình bày rất rõ ràng ra là trình bày đủ hai ý luôn. Tại vì sao bạn, định nghĩa hình thang vuông là gồm hai ý. Đó là hình thang có một góc vuông và bạn xem nè, hình thang có một góc vuông là hình thang vuông. Như vậy thì đây được gọi là cái sườn để chứng minh. Thì lưu ý rằng nếu như một trong hai yếu tố nào chưa có thì trước khi để trình bày được bốn dòng này thì các bạn phải đi giải thích cho thầy những yếu tố đó. Bạn hiểu không bạn? Nếu như thiếu yếu tố song song thì bạn phải đi chứng minh song song trước, hoặc là nếu thiếu yếu tố vuông góc thì bạn phải đi chứng minh vuông góc trước, sau đó đủ các yếu tố giả thuyết đó rồi thì bạn sẽ trình bày cho thầy bốn dòng này ra. Tức là dòng hai dòng đầu tiên để đi chứng minh hình thang, hai dòng kế tiếp là để đi kết luận nó là hình thang vuông. Bạn hình dung được ý của thầy nói chưa bạn? Đó ha. Tiếp tục. À thì bây giờ bắt đầu thầy cho bạn một cái ví dụ năm. Cái ví dụ năm này chẳng qua là một cái ví dụ củng cố thôi. Đề bài cho như sau, cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D. Qua D kẻ DE vuông góc với AC tại E. Bạn hãy chứng minh tứ giác ABDE là hình thang vuông. À thì cái bài này cụ thể như sau bạn. Bạn coi là cách vẽ hình mà thầy cũng hướng dẫn lại luôn. Thứ nhất là thầy vẽ hình thang vuông AB, xin lỗi, vẽ tam giác vuông. Thầy nói sai hay bạn, tại vì tài liệu bởi hình thang vuông. Thì bây giờ để vẽ tam giác vuông ABC vuông tại A thì mình vẽ tam giác như thế nào? Thì bây giờ thầy chỉ bằng một kinh nghiệm để mình vẽ hình nó bớt sai chút xíu. Đó là thầy vẽ tam giác ABC dọc lên, dựng đứng lên, đừng để nó nằm xuống. Để nằm xuống thì nhiều khi các bạn canh thước bạn hơi bị méo. Được cho bạn, nó phải không vuông. Thì đầu tiên thầy vẽ dọc lên. Được cho bạn. Và đồng thời bạn coi nè, hai cạnh của tam giác vuông phải là một cạnh dài, một cạnh ngắn rõ ràng ra. Bạn không được vẽ hai cạnh xem nhau. Được mà. Tại vì nhiều khi bạn vẽ xem nhau nó vô tình nó rơi về cái trường hợp là tam giác vuông cơn. Mà khi bạn vẽ sai hình thì ta gạch bài không chấm. Được chưa bạn ha? Đây thầy có tam giác ABC vuông tại A. Rồi người ta nói trên BC lấy điểm D. À, thì có nhiều bạn cái tâm lý mà, ủa lấy điểm D lấy sao bây giờ? Thì bạn lúng túng thì thôi thì nó lấy đại đi. Nhưng sao bạn? Đừng lấy trung điểm được rồi. Mình lấy đại một điểm D trên đây trước. Được chưa bạn? Này thầy chấm đại nè. Đó, tức là thầy không được chấm vô trung điểm, nhớ kỹ mà. Không được chấm vô trung điểm mà, nhưng mà lấy đại thôi. Xong chưa? Rồi, bước 2. Kế tiếp là qua D vẽ DE vuông góc với AC tại E. À, vậy kẻ DE vuông góc với AC tại E là vẽ sao? Tức là bạn dùng cái eke các bạn. Tức là bạn thì trong cái eke bạn có hai cạnh góc vuông. Thì lúc này bạn đặt hai cái cạnh góc vuông trùng với thứ nhất, cạnh thứ nhất là trùng với AC. Cạnh thứ hai là phải đi qua điểm D. Sau đó bạn kéo một cái đường thẳng từ D tới AC thì nó vuông góc tại E. Nhớ mà, sau đó bạn đặt eke cho bạn kiểm tra coi khớp không? Tức là hai cạnh góc vuông của thầy là phải trùng với AE và ED.
hoặc là trùng với OC và ED cũng được. Đó thì lúc này thầy có được góc vuông. Được chưa ha? Rồi thì bây giờ đề bài yêu cầu thầy là hãy chứng minh cho thầy cái tứ giác ABDE này của thầy là một hình thang vuông. Vậy thì các bạn thử suy nghĩ là mình chứng minh sao bây giờ bạn. À thì thầy nói cái tâm lý của bạn nhiều cái hồi hộp với chứng minh thì bạn cứ bình tĩnh lại. Bạn quay lại định nghĩa thầy. À hình thang vuông là gì? Là hình thang có một góc vuông. Vậy có nghĩa là gì bạn? Là lúc này có phải là bạn phải đi chứng minh cái tứ giác đó phải thỏa mãn được hai điều. Điều thứ nhất là hình thang. Điều thứ hai có một góc vuông. Vậy thì bây giờ thứ nhất là góc vuông thì thấy đây có rồi. Đó là góc A hoặc là góc E. Đúng không bạn? Bạn thấy là có góc A hoặc là góc E rồi. Vậy là mình có được cái yếu tố vuông rồi. Bây giờ mình phải còn chứng minh theo yếu tố hình thang. Vậy thì để chứng minh hình thang chứng minh sao bây giờ? À thì mình cũng vẫn bám chặt theo đúng định nghĩa hôm nay thầy nói là tứ giác có một cặp cạnh đối song song. Và cái hướng chứng minh là gì bạn? Là bước 1 thầy phải quan sát cho thầy các cặp cạnh đối của thầy. Rồi dự đoán xem cặp cạnh nào song song. Bước 2 thầy sẽ phải giải thích cái dự đoán đó của thầy là một dự đoán đúng. Cụ thể như sau, bây giờ bạn quan sát thầy cái tứ giác gì bạn? ABDE của thầy. Bạn thấy tứ giác ABDE thầy không bạn? Thì lúc này thầy có được cặp cạnh đối như sau. Cặp cạnh thứ nhất đó là AB DC. Cặp cạnh đối thứ hai là AE DB. Vậy thì theo bạn hai cặp cạnh này có cặp cạnh nào song song hay không? À, thì có phải là bạn dự đoán được đó là ED sẽ song song với AB. Vậy là mình xong bước 1 chưa bạn? Mình dự đoán được cặp cạnh đối song song. Bước 2 là mình phải đi giải thích bằng cái khái niệm cái kiến thức toán của mình là tại sao hai cái đường thẳng này của thầy được gọi là hai đường thẳng song song. Được chưa bạn? Tại sao gọi hai đường thẳng này là hai đường thẳng song song? Thì bạn thấy nè, thì có gì đặc biệt không? Thứ nhất, DE vuông góc với AC. AB cũng vuông góc với AC luôn. À thì chúng ta thấy hai đường thẳng mà cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng này là hai đường thẳng sẽ phải sao bạn? À, hai đường thẳng này sẽ được gọi là hai đường thẳng song song. Đúng không bạn? Hồi nãy thầy cũng đã nhắc lại rồi, đây là kiến thức lớp 7, tức là gì bạn? Là hai đường thẳng cùng song song, xin lỗi, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó phải là hai đường thẳng sao bạn? Song song với nhau. Được chưa? Cụ thể ở đây là bạn thấy rằng là do nó cùng vuông góc nè, đó nó cùng vuông góc với AC, một cái là vuông tại E, một cái vuông tại A nên hai đường thẳng này là song song. Vậy là thầy đã có được cái vấn đề giải thích tại sao rồi. Vậy là thầy đã hoàn thành nhiệm vụ. Được không ạ? Và cụ thể bắt đầu bạn coi thầy trình bày như sau. Đây bạn coi. Đầu tiên thầy sẽ giải thích cái điều thầy chứng minh dự đoán là song song. Đó là gì bạn? Là thầy có được AB vuông góc với AC tại A. Thầy có DE vuông góc với AC tại E. Như vậy thì lập tức thầy suy ra được ngay đường thẳng ED song song với đường thẳng AB. Bạn hình dung được chưa bạn? Vậy là thầy có được yếu tố song song. Kế tiếp là thầy sẽ kết luận ngay tứ giác ABCD của thầy sẽ được gọi là hình gì bạn? Là hình thang. Tại vì sao? Vì tứ giác có một cặp cạnh đối song song thì tứ giác đó sẽ được gọi là hình thang. Vậy là thầy có được yếu tố hình thang chưa? Rồi. Đúng không ạ? Thì bây giờ bắt đầu thầy còn thêm một ý cuối cùng là gì mà một góc vuông. Thì lúc này ở đây bạn có tới mấy góc vuông mà? Hai góc vuông. Vậy thì mình cứ chọn một góc ra mình nói. Bạn coi như sau. Mà góc A bằng 90 độ. Bạn thấy chưa? Tứ giác mà xin lỗi hình thang mà có một góc bằng 90 độ thì lập tức thầy kết luận ngay tứ giác đó sẽ được gọi là hình thang vuông. Cụ thể thầy có được tứ giác ABDE của thầy được gọi là hình thang vuông. Đó, bạn thấy cách trình bày chưa bạn? Nhớ mặt đó, đây là cái bước trình bày. Thì các bạn cứ quan sát. Ở đây nói chung là thầy nhắc lại chúng ta về cái kỹ thuật vẽ hình. Rồi đồng thời ôn lại cho chúng ta cái khái niệm của lớp 7. Đó là cách chứng minh song song. Giống ở bài trước thì là dùng góc so le trong. Ở bài này thầy dùng khái niệm gì bạn? Cùng vuông góc để dẫn đến song song. Đó, thì các bạn cứ xem. Nếu không hiểu cái gì thì các bạn có thể hỏi lại thầy. Hoặc là hỏi lại giáo viên đứng lớp của chúng ta. Nha các bạn ha. Kế tiếp. À, bây giờ thầy qua khái niệm hình thang cân. Như vậy thì hồi nãy là hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Bây giờ hình thang cân là như thế nào bạn? À, sẽ có bạn đó. Thầy ơi, hình thang cân là hình thang có một cái cân. À, không phải hả bạn á. Cái đó là mình
Hiểu sai. Lúc này bạn nhìn như sao? Đây, hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. À, có hai góc kề một đáy bằng nhau. Thì cụ thể như thế nào? Bạn quan sát ví dụ 6. Đề bài yêu cầu bạn như sau, bạn hãy chứng minh tứ giác ABCD của thầy là hình thang cân. À, thì giờ bạn quan sát nè. Thì thầy nói như sau, hình thang cân là gì? Là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Thì lúc này bạn quan sát như sau, thầy có tứ giác ABCD của thầy. Cái tứ giác này của thầy có cặp cạnh đối là AB và DC, cặp cạnh này song song với nhau. Thì cái cặp cạnh song song nhau thầy đã nói rồi, thì cặp cạnh này sẽ được gọi là cạnh đáy. Cụ thể hơn, AB sẽ được gọi là đáy bé, DC sẽ được gọi là đáy lớn. Được không bạn? Và đồng thời thầy có được hai góc kề một đáy như sau. Chẳng hạn như thầy chọn đáy AB thì lập tức thầy có được góc A và góc B, được gọi là hai góc cùng kề cạnh đáy AB. Hoặc là ví dụ thầy chọn góc D và góc C thì thầy có được hai góc này cùng kề cạnh đáy, đó là cạnh DC. Thì ở bài này bạn thấy rằng đề bài đã ký hiệu góc D bằng góc C. Tức là thầy có được hai góc kề đáy bằng nhau. Vậy thì lập tức theo đúng khái niệm đề bài đó là gì bạn? Là cái tứ giác này của thầy sẽ là hình thang cân. Được chưa bạn ha? Tức là ở bài này mình cũng trình bày chứng minh gồm mấy ý bạn. Là hai ý. Ý thứ nhất hình thang. Ý thứ hai là yếu tố hai góc kề đáy bằng nhau. Bạn hiểu chưa bạn? Cụ thể như sau, bạn xem. Đầu tiên thầy xét tứ giác ABCD. Thầy có được AB song song với DC. Được chưa bạn ha? Vậy là yếu tố thứ nhất, thầy có tứ giác có một cặp cạnh đối song song. Thì lập tức thầy suy ra được ngay tứ giác ABCD của thầy sẽ được gọi là hình thang. Nhớ kỹ nha bạn, tứ giác có một cặp cạnh đối song song thì sẽ được người ta gọi là hình thang. Được chưa? Rồi bây giờ là thầy được ý thứ nhất. Ý thứ hai thầy ghi như sau. Mà thầy có góc C bằng góc D. Đây là giả thuyết đề bài ký hiệu. Được chưa bạn ha? Tứ giác, xin lỗi, hình thang có hai góc kề đáy bằng nhau thì lập tức thầy kết luận ngay tứ giác ABCD của thầy là hình thang cân. Đó. Và đây là một cái sườn để đi chứng minh tứ giác là một hình thang cân, là gồm hai ý hình thang và hai góc kề đáy bằng nhau. Nhớ kỹ cho thầy, nếu như những cái luận cứ của hai ý này chưa có thì chúng ta hãy đi chứng minh trước, rồi sau đó ở đây chúng ta ghi là chứng minh trên, tức là chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái luận cứ của chúng ta. Được chưa bạn? Còn ở đây là thầy được ghi thẳng luôn, đó là do đề bài đã cho ký hiệu AB song song DC rồi và cho luôn là hai góc kề đáy của thầy đó là góc D bằng góc C. Bạn hiểu ý thầy chưa bạn? Thì đây được gọi là một cái sườn chứng minh. Đó thì các bạn xem để mà ghi nhớ để làm bài cho nó tốt hơn. Kế tiếp. À, bây giờ bắt đầu thầy quan sát coi hình thang cân có tính chất gì. Được chưa bạn ha? Giống như hồi đó mình học tam giác cân gì thì tam giác cân có tính chất gì? À, là thứ nhất là hai cạnh bên bằng nhau. Thứ hai là hai góc kề đáy bằng nhau. Đó là tam giác cân. Vậy thì bây giờ hình thang cân của chúng ta có được tính chất gì? À, thì cụ thể bây giờ bạn quan sát cho thầy cái hình thang cân ABCD của thầy và nhìn xem những cái ký hiệu trên hình của thầy để các bạn tự dự đoán xem khi thầy nói một hình thang cân thì bạn có thể liệt kê được bao nhiêu tính chất được trong hình này. Được chưa bạn? Để mình nắm gành. Tại vì sao bạn? Vì mai mốt lúc mình làm bài cũng vậy, thì có trong cái bài hình mà có những cái giả thuyết người ta gọi là giả thuyết nổi. Giả thuyết nổi là sao bạn? Là người ta ghi rõ cho chúng ta và bên cạnh nó có những giả thuyết bị ẩn đi bên trong, bị chìm đi bên trong. Chẳng hạn như ví dụ khi nói hình thang cân thì người ta không bao giờ ta liệt kê đủ hết các tính chất cho bạn, mà bạn phải tự nhớ là à, hình thang cân phải có được yếu tố đó. Tại vì nếu bạn không phát hiện những yếu tố đó thì lát nữa bạn sẽ bí cái ý tưởng đi làm bài. Được chưa bạn? Ví dụ người ta nói bạn tam giác cân đi, là trong đầu bạn nghĩ là gì bạn? Là hai cạnh bên bằng nhau, hai góc kề đáy bằng nhau. Thì bây giờ tương tự như vậy, thì giờ với hình thang cân thì chúng ta sẽ có được những giả thuyết ngầm nào. Được chưa bạn? Thì ở đây đề bài cho thầy là hình thang cân ABCD với đáy bé là AB đi. Thì giờ đầu tiên là có giả thuyết được gì trước? À, thì cái giả thuyết đầu tiên của thầy đó chính là cái chữ thang của nó. Chữ thang của nó là sao bạn? Là thầy có được một cặp cạnh đối song song với nhau. Vậy là thầy có được cái giả thuyết thứ nhất. Được chưa bạn? Cụ thể là thầy có được AB song song với DC. Vậy là do cái chữ thang thầy có. Vậy thì kế tiếp là chữ gì thầy có nữa?
Đó chính là dựa trên cái định nghĩa. À, hình thang cân là hình thang có hai góc kề đáy bằng nhau. Vậy thì cái giả thiết kế tiếp của thầy, thầy có đây, đó chính là những cặp góc kề một cạnh đáy sẽ bằng nhau. Cụ thể, đó là thầy có được cạnh đáy AB. Thì lúc này có hai góc kề đáy là góc A và góc B, thì chắc chắn hai góc này phải bằng nhau. Hoặc là ví dụ thầy có cạnh đáy là DC, hai góc kề đáy nó là góc D và góc C, thì hai góc này bằng nhau. Vậy thầy có được giả thiết thứ hai dựa trên định nghĩa, đó là góc A bằng góc B, góc C bằng góc D. Vậy là thầy chỉ mới vừa dựa trên định nghĩa thôi là thầy đã biết được hai giả thiết song song và hai góc kề đáy bằng nhau. Vậy kế tiếp bây giờ bắt đầu thầy sẽ giới thiệu bạn hình thang cân có thêm hai tính chất nữa. Tính chất thứ nhất là cặp cạnh bên phải bằng nhau. Cụ thể là cặp cạnh bên nào bây giờ? Bạn quan sát như sau. Ở đây AB, CD sẽ được gọi là đáy bé và đáy lớn. Thì cạnh AD, cạnh BC sẽ được gọi là cặp cạnh bên. Bạn hình dung được không ạ? Thì cái này sẽ được người ta gọi là cặp cạnh bên. Đó, và cặp cạnh bên này của thầy sẽ phải bằng nhau. Đó chính là AD bằng với BC. Bạn hiểu ý thầy chưa bạn? Vậy thầy có được yếu giả thuyết kế tiếp đó là gì bạn? Là AD bằng BC. Đó, nhớ nha bạn, là hình thang cân thì hai cạnh bên bằng nhau. Kế tiếp thầy có giả thuyết nữa. Đó là thầy có hai đường chéo bằng nhau. Thì lúc này bạn lưu ý bằng AC và BD, hai cái cạnh này sẽ được gọi là hai đường chéo. Được bạn? Thì trong hình thang cân thì hai đường chéo này của thầy phải luôn luôn bằng nhau. Vậy bạn nhớ kỹ cho thầy nha bạn, là hai đường chéo phải bằng nhau. Đó, như vậy thì mai mốt khi người ta nói với bạn, khi cho bạn một tứ giác là hình thang cân thì trong đầu các bạn phải hiện hữu cho thầy được bốn giả thuyết. Tại vì sao? Vì bốn giả thuyết đó nó giống như cái chìa khóa để giúp cho bạn giải bài. Được chưa bạn? Hoặc là bạn nào cần nữa thì khi đề bài cho lập tức bạn viết ra cái tờ giấy nháp kế bên cái bài bạn để bạn nhớ, à lát cái này phải xài nha. Tại vì nó gửi. Nhớ mà, đó là bốn cái giả thuyết gì của hình thang cân. Thứ nhất, chữ thang là cho thầy được yếu tố song song, là có được một cặp cạnh đối song song. Đó, chữ cân sẽ cho thầy được theo định nghĩa chữ cân nha bạn, theo định nghĩa chữ cân, người ta cho được thầy được hai góc kề đáy bằng nhau. Cụ thể ở đây thầy sẽ có được hai cặp góc kề đáy bằng nhau. Đó. Cái giả thiết thứ ba của thầy, thầy phải nhớ luôn đó là hai cạnh bên. Đáy thì song song, hai cạnh bên của thầy thì phải sao bạn? Hai cạnh bên thầy phải sao bạn? Là phải bằng nhau. Được chưa? Kế tiếp là cái gì bạn? Là hai đường chéo. Nhớ mà, hai đường chéo của thầy là phải bằng nhau. Đó, như vậy là chúng ta phải nhớ kỹ là hình thang cân sẽ cho thầy được bốn giả thuyết. Được không ạ? Song song. Đó, rồi hai góc kề đáy bằng nhau. Rồi hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo của thầy phải bằng nhau. Được chưa bạn? Đó, để bạn nhớ. Nó mai mốt bạn gặp thầy là thầy sẽ dạy cho bạn cái vũ điệu nhảy cái bài hình thang cân để bạn thuộc bài luôn. Đó, tại hình thang cân nó có vũ điệu nhảy rất đẹp. Được chưa bạn ha? Đó, nhưng chẳng qua về online thì không thể múa cho bạn xem được. Được chưa bạn ha? Rồi, như vậy là chúng ta đã nắm được hình thang cân. Rồi thì bây giờ bắt đầu thầy qua cái phần người ta gọi là phần nhận biết hình thang cân. Vậy thì nhận biết hình thang cân nhận biết sao bây giờ? À, thì bây giờ muốn biết một cái tứ giác là hình thang cân thì thầy có cách nhận biết thứ nhất như sau. Dấu hiệu 1. Thì cái dấu hiệu 1 này thầy dựa trên cái khái niệm định nghĩa của thầy để thầy nhận biết. Đó là gì mà? Là tứ giác là hình thang có hai góc kề đáy bằng nhau thì là hình thang cân. Cụ thể như sau, thầy trình bày, thầy xét tứ giác ABCD có AB song song DC. À, bạn thấy dấu hiệu không ạ? AB song song DC thì lập tức thầy suy ra được ngay đây là hình thang. À, thấy chưa bạn? Hình thang mà thầy có được gì bạn? Góc C bằng góc D. Thấy bạn, hai góc kề đáy bằng nhau. Thì lập tức thầy kết luận đây là hình thang cân. Bạn thấy chưa bạn ha? Thì cái cách này là thầy đang dựa trên cái gì bạn? Cái định nghĩa hồi nãy thầy nhận biết. Như vậy là thầy có được cái cách nhận biết thứ nhất của hình thang cân là thầy dựa trên định nghĩa đó là gì bạn? Hình thang có hai góc kề đáy bằng nhau.
Được chưa bạn? Và đây là cách trình bày, các bạn thuộc cái sườn trình bày cho thầy. Và lưu ý rằng với những cái luận cứ, nếu luận cứ nào chưa có, tức là chúng ta phải đi chứng minh. Chẳng hạn như song song chưa có thì chúng ta phải đi chứng minh song song. Hoặc là hai góc bằng nhau, hai góc kề đáy bằng nhau chưa có thì chúng ta phải đi chứng minh hai góc kề đáy bằng nhau. Bạn hiểu được ý thầy chưa bạn ha? Đó, thì đây được gọi là dấu hiệu thứ nhất nhận biết hình thang cân, và hay còn gọi là nhận biết bằng định nghĩa. Được chưa bạn á? Thì bây giờ thầy có cái dấu hiệu thứ hai. À, cái dấu hiệu thứ hai nó như thế nào? Các bạn quan sát cụ thể như sau. À, bây giờ bạn thử quan sát dấu hiệu thứ hai coi, và bạn thử dự đoán xem ở đây thầy sẽ chứng minh nó bằng yếu tố gì. Bạn nhìn vào nhìn vào cái hình đó bạn, bạn dự đoán xem coi là đây thầy chứng minh nó bằng yếu tố gì bây giờ. À, thứ nhất là có song song thì chắc chắn cái này là nó nền thang đúng không? Mà bây giờ thầy lại cho thêm hai cái đường chéo nữa. Hai cái đường chéo nữa. Đó là đường chéo AC, đường chéo BD. Đúng không bạn? Như vậy thì bây giờ tự dưng thầy nêu lên hai đường chéo nữa. Vậy là ý nghĩa là bạn dự đoán không? Vậy là cách trình bày dấu hiệu hai làm trình bày sao bây giờ? Có bạn nào dự đoán là cách trình bày không bạn? À thì trong đầu bạn thầy nghĩ là có một số bạn đã dự đoán được rồi. Đúng không bạn? Đó là gì bạn? Là việc mình thầy đi chứng minh mà hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì sẽ được gọi là hình thang cân. À nhớ nha bạn. Như vậy thì dấu hiệu hai của thầy là thầy cũng mượn trên cái tính chất của nó. Đó là gì bạn? Là hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì lập tức cái đó sẽ được gọi là hình thang cân. Và cụ thể thầy trình bày như sau. Bạn xem nè, bước 1 thầy cũng vẫn phải đi xét tứ giác ABCD. Tứ giác này có một cặp cạnh đối song song. Đó, nên thầy mới kết luận ngay cái tứ giác này của thầy sẽ được gọi là hình thang. Được chưa bạn ha? Cụ thể là thầy có hình thang ABCD với đáy bé là AB, đáy lớn là DC. Vậy là thầy có được yếu tố hình thang rồi. Thì bây giờ kế tiếp, à, thầy ghi mà thầy có được AC bằng BD. Bạn thấy bằng cạnh AC bằng BD, đây là hai đường chéo. Được chưa bạn ha? Thì lập tức thầy kết luận ngay tứ giác ABCD của thầy được người ta gọi là hình thang cân. Bạn hiểu không bạn? Cái này sẽ được người ta gọi là hình thang cân. Vậy là chúng ta đã nhận biết được hình thang cân là gì rồi. Đúng không bạn? Đó, thì đây là cái dấu hiệu hai. Bạn hiểu được ý của thầy nói chưa bạn ha? Rồi, như vậy là thầy tóm lại là thầy trò chúng ta đã vừa nhận biết được hai cái dấu hiệu nhận biết hình thang cân. Đó, và các bạn học bài cho thầy nha các bạn ha. Rồi, thì tới đây là bài của chúng ta đã hết. Thì bây giờ thầy có được những cái dặn dò như sau, các bạn lưu ý cho thầy. Thứ nhất, các bạn ghi bài học vào tập đầy đủ. Thì toàn bộ hồi nãy những cái gì thầy cho chúng ta nghe, chúng ta xem là chúng ta chép hết tất cả. Vì đó là gì bạn? Thứ nhất là gồm lý thuyết. Thứ hai, đó là gồm gì bạn? Bài tập minh họa. Để các bạn coi cách trình bày. Các bạn ghi đủ vào hết cho thầy. Kế tiếp là các bạn hãy nên chuẩn bị trước những cái câu hỏi thắc mắc để khi gặp giáo viên để bạn hỏi lại. Vì nhiều khi trong quá trình giảng của thầy có những chỗ thầy nói nhanh hoặc là thầy nói chưa rõ, chưa cụ thể đối với một số bạn nên dẫn đến các bạn có nhiều thắc mắc. Thì các bạn cứ mạnh dạn ghi những thắc mắc đó lại. Một, có thể liên lạc trực tiếp với thầy, hỏi lại thầy. Hai, các bạn có thể hỏi trực tiếp với giáo viên bộ môn của các bạn. Nha các bạn ha. À, nhớ nhắc thầy dạy bạn cái vũ điệu nhảy hình thang cơ. À, tiếp tục. Thì tới đây, thầy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.